Hello, xin chào anh em, chào mừng anh em quay lại với channel của mình. Nếu như anh em xem những cái video về mình đập đồ hoặc là có rất là nhiều anh em đập đồ và cảm thấy mất hy vọng vào niềm tin với lý lịch thì anh em có thể xem cái video ngày hôm nay để cho anh em có thêm niềm tin hơn để chơi game. Thay vì là xem những cái video mình đập đồ và toàn là shit thì anh em cảm thấy là do mình đen, nhưng mà không phải đâu anh em ạ. Cái game này đập đồ mà để nổ ta lên nó phải khó lắm, và thật sự cái số người chơi mà gặp được may mắn khi mà đập đồ nổ ta lên nhiều thì nó cực kỳ là thấp. Ok, mời anh em cùng vào video và xem cùng với mình về một tài khoản F2B nhé anh em. F2B nhưng mà không thấy đầu Mina. Nhưng mà cái chuyện có hay không có cái đầu Mina nó thực sự không quan trọng anh em ạ. Bởi vì anh em chỉ cần mua cái gói 22k thôi thì nó cũng sẽ mất cái đầu Mina, thế nên là có hay không có cái đầu Mina nó không thực sự quan trọng. Đối với nhiều anh em nghĩ là cứ phải F2B là phải cứ mặc định có đầu Mina. Rồi, video ngày hôm nay thì anh em mình cũng sẽ xem về một cái tài khoản. Chủ ạ, có nói với mình là Farmer. Em Farmer mà mình thấy là ở đây VIP 16 với số ngày đăng nhập liên tục là 1156 ngày. Nạp ít, nạp game tháng mà 1000 ngày đã lên được VIP 16 và còn 500k game nữa là lên VIP 17, mình nghĩ đó là tốc độ nhanh chứ không phải là chậm nhé anh em. Và 1000 ngày như này đối với cái tài khoản của mình đây, mình sẽ so sánh với cái tài khoản của mình thử. Mình là 1500 ngày mà bây giờ mình mới VIP 16 và mình cũng thiếu khoảng tầm 500 đến 600k game nữa mình mới lên được VIP 17. Thì đây người ta nhanh hơn mình tới 300. Hơn 300 ngày. 500 ngày gì? 500 ngày với 300 gì? 500 ngày, mình 1500 ngày rồi. Thì ở đây người ta nhanh hơn mình tới khoảng 400 ngày nha anh em. Đây mình 1.500, đây 1.100, 400 ngày là cũng gần một năm chơi, hơn một năm chơi game rồi. Thì tính ra là F2B này đi hơi bị nhanh về VIP đúng không anh em? Rồi anh em mình sẽ xem tiếp nha. Ở đây mình thấy đang sử dụng nền văn minh Pháp và mới 1k1 ngày chơi game đã đạt được cái mức tiêu diệt Cubon lên tới 3 tỷ. 3 tỷ, ở đây mình thấy có 60 triệu QT5 về cái mức kill như vậy, mình nghĩ là thực sự rất là ổn rồi. Cực kỳ ổn rồi. Thông tin, ôi cái acc này ghê vậy. Cái acc này sức mạnh tối đa nó lên tới 113 triệu sức mạnh. Vì hiện tại chết đã lên tới 17 triệu. Một cái mức bâu cực kỳ cao. Và mình không nghĩ là tại sao cái acc này lại mức bâu cao đến như vậy nha, 113 triệu. Nếu mà không nạp nhiều thì theo mình nghĩ rất là khó để có thể lên được 113 triệu sức mạnh. Với cái điểm coupon mình nhìn là cũng khá là ok rồi, vì mới 1k1 ngày thôi. Không nạp thì chỉ có nhiêu đấy thôi anh em, hoặc là nạp ít game tháng thì nó chỉ có tầm đó thôi. Sở hữu 32 mảnh trang bị huyền thoại đối với 1k ngày và một người chơi ít nạp mà 32 mảnh trang bị huyền thoại là mình thấy là khá là nhiều, không phải là ít anh em ạ. À, cực kỳ nhiều. F2B mất đầu Mina này lạ lắm. Xem có nhà huyền thoại thiên đỉnh nào không mà sao cái mức bầu cao thế nhỉ. 113 triệu sức mạnh. Ồ, đây mình thấy có một cái nhà OL này đúng không? Một nhà OL nè. À, và hiện tại là không có một nhà thiên đỉnh nào mà sao trên cái bầu cao thế nhỉ? Cực kỳ cao ấy, mình không thấy có nhà thiên đỉnh mà trên bầu đúng cao. Mình thấy rất là nhiều anh em sử dụng ngôi nhà bánh gừng trên đấy anh em ạ. Trên này chắc vẫn chưa hết hot đâu, bởi vì còn rất là nhiều chơi, rất là nhiều người chơi như thế. Hiện tại đang ở trong liên minh 11 tỷ, bao 11 tỷ liên hiệp. Và hiện tại thì như mình thấy thì kingdom này là kingdom 2454 nha anh em. Vương quốc 2454. Mình phải bấm vào đấy xem cho chắc bởi vì nó không có thông tin ở ngoài. Công đi review thì thường là hay nói lú với nói nhầm đặc sản rồi anh em ạ. Rồi còn bây giờ thì anh em mình sẽ xem một chút về kho nhé. F2B mà chơi ở đây có 21 cục nè, 21 cục pha lê nè. Là nhìn là biết không nạp pha lê hoặc là chỉ mua gói pha lê mùa thôi. Trời ơi. F2B mà tăng tốc thấy ghê không? Mà trong đó Cubon cũng cực kỳ khủng chứ đâu phải là dạng vừa đâu anh em. Trời ơi, F2B. Không thể tin được. 1k ngày mà 3b Cubon là nó tương đương với số đông người chơi game này rất khó có thể hoàn thành được trong 1k ngày đạt 3b nhá anh em. Mức này nằm ở cũng mức cao chứ không phải là mức bình, mức trung bình đâu, mức cao ấy.
Nhiều anh em cứ bảo 3B là bình thường, đó là chẳng qua là anh em là người đang sở hữu mức cái mức 3B coupon, anh em thấy nó bình thường. Đó, chứ còn nếu như mà anh em nhìn vào cái số đông người chơi game này với một ca ngày 3B coupon, không phải ai cũng được như thế đâu. Ở đây mình sẽ xem về trang bị thử nhá. 1 2 3 4 5 6 7 8 8 8 4 là 32 món trang bị cam. Ôi dồi ôi. Hạt em F2B anh đừng chê, mình không biết phải chê cái gì luôn. Chủ ạc có nói là hạt em Farmer F2B anh đừng có chê. Mình không biết phải chê cái gì trong khi mình là một người chơi bây giờ thì ít xiên lắm, nhưng mà lúc trước mình mới chơi mình xiên cái game, mình xiên chơi game này kinh lắm, kiểu man đồ thứ kinh khủng. Nhưng mà bây giờ anh em thấy được cái hạt mình ghia thì không thể nào mà so sánh với cái hạt này được, đúng không anh em? Cực kỳ nhiều gear cam, 32 món trang bị cam, nó không phải là ít. Và như mình nói ngay từ lúc đầu, nếu như mà anh em nào mất cái động lực về chơi game, anh em có thể xem cái account này. Bởi vì anh em thấy được là đập 32 món trang bị cam nhưng chỉ có 1, 2, 3 3 món có tài năng đặc biệt thôi. Đó, cũng cực kỳ đen như thế nên là anh em đừng có xem video rồi. À mình thấy có 4 nhá, sorry anh em, 1, 2, 3, 4. Hay cái tật review nhưng mà hay bị đếm nhầm và đếm sót lắm anh em ạ. Thế nên mà đôi lúc có những video đếm nhầm đếm sót thì mong anh em thông cảm nha. Gà nó lú đấy anh em. Rồi quay lại với cái chủ đề lúc nãy mình vừa nói xong là thế nên là nếu như anh em xem những video mình đập đồ mà thấy toàn xịt khi mà đập đồ ấy, thì anh em sẽ nhìn cái video này là anh em sẽ thấy ngay 32 món mà chỉ có 4 món trang bị. Ồ, nhưng mà tính ra thì ông này vẫn hên đúng không? Không biết là có tinh luyện hay không thôi nha. Ở đây mình không biết là có tinh luyện hay không, nhưng mình nghĩ chắc không đâu. Đập với dàn đồ nhiều như thế này mình nghĩ chắc không tinh luyện. Này, ở đây có 3 cái khiên cam mà không nổ ta lên, kinh chưa? Mũ 3 cái nè. Trời ơi, tay 3 cái mà không nổ. Đến quỷ đập lần thứ 3 mà không nổ thì đến quỷ rồi. 2 cái nổ 1 cái nè, 2 cái nổ 1 cái nè, 2 cái nổ 1 cái nè. Hầu hết những món nổ ta lên là đều là những món gần như là giống nhau, chỉ trừ một cái dao. Cái dao là nghi nổ một phát là nổ ấy. À, đây có cái sừng tinh luyện nữa nè. À, giả màn nè, cái F2B không hiểu kiểu gì. Giả màn tăng tốc kinh khủng thật. Hai trăm mười hai tượng cam rồi, bao nhiêu con tượng cam mát ơi. Wow, 1 2 3 4 5 6 6 đúng không? 6 8 10 11 12, chỉ có 13 con tượng cam mát thôi. 14 15 16 17, này là lừa F2B gì anh em? Mát con Mina nè. 17 con tướng cam mát. Ở đây có một số con tướng cam mở chìa thì mình thấy là mát khá là nhiều nè. Ví dụ như là CM, Fedex, LC. Được con helmet ngon nhất thì sẽ mát, gần mát rồi. Mấy chục chọc nữa. Tướng chinh phạt thì anh em có Quang Vũ, Netkey, Baurica, SC, Nebu, Yuan. Ồ, như vậy là hạt này mạnh, cực kỳ mạnh đấy chứ anh em. Hạt thế này bảo F2B. Trời ơi, ghia nè. 2 3 Ủa sao có 3 đạo à? Chưa bỏ ghia. Có 3 set full cam, gần full cam. Mình xem có kéo man không. À, ghia con RC nữa nè. Chắc ghia con SC đây. Ghia con SC. Trời ơi. Trời ơi, kiểu man cũng đâu có bao nhiêu đâu anh em. Chưa được một B kiểu man mà. Giả man. F2B gì kiểu này. Này từng đẩy tướng, từng đẩy ghia nó băm người chứ. AESC à. Đây. Đánh 4 đạo đây anh em. Net Yuan 1 đạo nè. Đạo thứ 2 là Baurica với lại Nebu à. Đạo thứ 3 là Bakahara. Đạo thứ 4 là SC Melmet. Ồ, có con dây mà đúng không ta? À, Nebu mát, dây mát. Ôi, lại dư dây rồi. Lại dư một con dây rồi. Nếu mà dư dây rồi thì chắc là phải chuyển sang đánh SCG à, SC Memet, SCG hoặc SC Memet tùy trường hợp nữa.
Rồi như vậy là anh em mình đã xác định được chỗ quạt sẽ đánh 4 đạo như thế này: Nét Doan, Boika, Nebu, Bakahara và SC Mehmet, nhưng mà hình như là không đủ ghi bộ thì phải. Rồi 4 đạo đánh on field nhé anh em. Trời ơi, ạc này mà bảo ạc FIB. Nhìn dàn ghi mê nha. Đúng là một cú lừa mà anh em. Cao, Nét, Bầu, 3K, Quang Vũ. Đây mình thấy còn 5 ngày nữa là hết KVK nè. Hạt này pha lê chừng này, lúc nãy anh em nhìn cục pha lê là anh em biết là không có nạp tất pha lê. Mình sẽ xem có mua cái gói pha lê mùa không nhá. Gói nhiệm vụ pha lê không mua nè. Xem pha lê mùa nè. Không không mua cả gói pha lê mùa mà ạc dã man luôn anh em. Rồi như vậy là mình đã review sơ cho anh em xem về một cái tài khoản, để cho những anh em mà hay xem những cái video đập đồ, hoặc là anh em đập đồ trượt quá nhiều, anh em có thể thấy được cái ạc này tới 32 món trang bị cam nhưng chỉ có 4 món có tài năng đặc biệt. Nhưng mà nhìn tính đi nhẩm lại thì không biết là chủ ạc có tinh luyện hay không, còn nếu như mà không tinh luyện thì vẫn là may mắn hơn mình. Bởi vì mình 21 món trang bị cam mà chỉ có một món có tài năng đặc biệt, hai món còn lại là do mình tinh luyện lên. Đó, thế nên là cái game này đập đồ nó không phải dễ đâu anh em ạ. À, chẳng qua là đập cho vui thôi, giải trí thôi, chứ còn mà dễ mà đập đồ mà data lên làm gì có, không bao giờ có đâu. Thêm cái nữa là tướng mắt khá là nhiều lắm anh em, và tướng chinh phạt mình nghĩ là đánh rất là ok với những cái đạo như thế. Dàn kia thì quá quá tuyệt vời, ba mươi mấy món. Mình hiện tại chơi cả K5 ngày mới được chừng đấy món thôi. VIP thì người ta nhanh hơn mình rất là nhiều, một K ngày đã VIP 16 và còn 500k đó là lên VIP 17, mình cũng tầm đấy mà mình tới 1K5 ngày rồi. Cá nhân mình thấy là F2B này chơi lạ quá, chơi nhanh hơn mình, tăng tốc còn một rừng luôn. Anh em nghĩ sao về cái tài khoản F2B như chủ ạc nói như thế này? Cá nhân mình nghĩ là phải nạp, chứ nếu mà không nạp không thể nào F2B như thế này được, hoặc là phải nằm trong cái clan nhiều rương vàng. Hạt này thì chắc là bay về thôi, chứ không phải ở hiện tại ở Kingdom 2454 được. Nhưng mà ở đây mình thấy quà cấp 30 là nạp cũng khét nè. Lúc trước cái tài khoản này phải ở cái hạt nào đó, ở Kingdom nào đó có nhiều rương vàng thì mới có khả năng là lên VIP nhanh như thế này, với lại lên VIP nhanh bằng cách hít rương, còn game ghét các thứ, anh em đào các thứ thì anh em có thể dùng để chơi event các thứ thì mới nhanh được như thế này, chứ còn không thì không thể nào nhanh được như thế này. Trong khi cái account này không kiểu màn nữa, mà tăng tốc nó nhiều kinh khủng anh em ạ. Kêu bón đâu vừa đâu 3B đó anh em. Rồi anh em nghĩ sao thì anh em comment chia sẻ, anh em mình trao đổi và nói chuyện và chém gió thôi, chứ không phải là công kích hay là chê bai hay là khen chê gì hết nhé anh em. Anh em lưu ý giúp mình, một số anh em comment với những cái câu từ nó không được hay lắm thì mình cũng xin phép là sẽ không để cho nó hiển thị lên, bởi vì cơ bản là anh em mình chỉ xem và nói chung là chém gió là chính thôi. Ok, video đến đây là hết rồi, cảm ơn anh em đã xem video và hẹn gặp anh em ở những video lần sau nhé. Bye bye, xin chào anh em.